duplicate layer, tức là thêm một cái layer nữa. Ok. Đấy, nó nằm đây thì bây giờ thêm là nó nằm chồng lên đây này. Mình phải nhắc vào nó, mình kéo ra cho nó, đấy, nó lộ ra này. Là được ba cái giống y chang nhau. Đây là chữ hình nó cũng như thế, cũng như nguyên tắc y vậy thôi. Nhưng mà mình phải vẽ chuẩn thì một cái hùng nhân ra thành ba cái. Mình cũng phải bỏ vào mình cắt ra trước chứ. Cũng phải cắt, nhưng mà cái chữ này, file chữ này thì nó trên một cái nền cáp như này, đúng không? Ừ. Đưa ông này lên trên đi. Bây giờ nó có hai cái này, cái thằng nào nằm trên, thằng nào nằm bên trên thì nó hiện lên trước. Thằng nào nằm dưới hiện sau. Ừ, đây. Ví dụ ông này cho ông lên trên này. Đấy. Bây giờ mày muốn cho nó có cái hiệu ứng ánh sáng đúng không? Ừ. Thì bây giờ mới phải vào, cũng vào cái hồi nãy ta chỉ rồi đấy. Vào cái nhấp vào đây này này. Vào cái drop show. Đấy, thì bây giờ mặc nhiên nó để màu đen. Ở trong nó cài đặt là màu đen vào multi. Alo. Nọc môn. Đấy. Xong rồi đây nhá. Cái màu này muốn màu trắng thì nhấp vào đây. Ra đây là chọn góc này thì là màu trắng. Nếu mà kéo lên đây thì là chọn màu vàng. Đấy. Ok cái. Thì bây giờ mình muốn to hay bé là đây. Hiểu không? Kéo cái này này. Size này. Speed này. Đó, cái này đừng đấy. Đấy, nó thấy chưa? Nó hơi sáng lên đúng không? Nó sáng lên nhiều chứ. Đấy. Bây giờ muốn cho thành hạt thì kéo cái noi này này. Ở nơi dưới này cái noi nó không bị như vậy, nó ra hạt giống như cát mình này. Đó. Thấy chưa? Thấy chất hơn hẳn rồi. Ok, cái thấy không? Cái này là tự nghĩ ra, tự ấy thôi chứ chẳng có cái trường lớp nào nó dạy hết. Không có đâu. Ừ, đấy. Trên YouTube là thua rồi. Ai mà